Quãng số đẹp không bạn ơi, đây là Suviva nha. Suviva là cũng là 4567 nè. Ôi, sưu tập của chủ nhân này quá khủng à. Quá đẹp. Rồi, tiếp tục chương trình thì tôi cũng chia sẻ cho mọi người tiếp về khu lịch Mỹ luôn nha các bạn. Đây là chỗ mình đang hướng đến chỗ trưng bày xe các cái biển số đẹp của khu lịch nha. Có trên trăm chiếc xe nha các bạn. Xe là rất là đẹp. Đây mình đang đi vô nha các bạn. Vô mọi người vô xem cùng mình nha. Đây nè. Rồi, đang vô nha các bạn. Đang vô chỗ trưng bày khu các khu xe đó. Quá đẹp chứ. Đây là bên phải vô nha. Các biển số thứ nhất là biển số tứ quý không nha các bạn. Wow, 67F649 nè. 66F149 luôn. Wow, trưng bày các biển số xe là số 9 nha. 67L4 là 49 luôn. 66F2 là cũng 49 luôn. 49. Rồi tới là 67891123 gì nha. Rồi các cái biển số quá đẹp. Đâu phải dễ mà kiếm được cái bảng số xe như vậy các bạn. Đây này nghe các bạn, đây là bảng số xe độc đáo không nha. 2345 4 3456 nè. 234 á. Quá đẹp à. Đây là trưng bày các khu ở trên đó nè. Đây nữa nè. Đó. Nói chung là xe biển số độc lạ không nha các bạn. Các bạn muốn chiêm ngưỡng các bản số xe độc lạ thì đến khu lịch Mỹ luôn nha. Đây là chiếc Sibor Sachia ha. Sachia này đời mấy anh? Này chắc đời cuối 2003 quá hả? Phải không? Sachia đời cuối có 2 tháng đĩa đúng không? 2 đĩa là 2003. 2 đĩa là 2003 anh ơi. Wow. Đây là thác nè. Rồi. SH bản số tứ quý 3 luôn. Wow, SH này biển số tứ quý 8 luôn. Quá đẹp. Còn rất là nhiều nha, khoảng trên 100 chiếc xe biển số đẹp nha. Chiếc này là đời 98 quá. Chiếc 67L5 này nè. 120 nè. Chắc đời 98. Wow, chiếc GGW 110 này xe cọp nha các bạn. Quá đẹp. Đây là bộ sưu tập xe tiền tỷ nha các bạn. Và chiếc GGW 120 nha, màu đỏ, xe nhìn rất là đẹp. Đây là 67 nè, chiếc game nè. Đây là Harley Davidson. Đây là bộ sưu tập trên trăm chiếc xe của đại gia ở An Giang nha các bạn. Nó nằm ở khu du lịch Mỹ luôn á. Các bạn có thể đến và chiêm ngưỡng. Các cái biển số xe độc lạ nha. Đây là SH nè. 67M7 499 nè. 67K3 499 của chiếc BC nè. SH này cũng 4.9 là màu vàng quá đẹp. Nè chiếc A Black nha, 4.8. SH này là 4.3 nữa nè. Đây là SH 4.7 nữa nè. Đây là SH 4.6. Mà quá nhiều SH này các bạn ơi. Đây nữa là SH nữa nè, 4.5 nữa nè. Đây SH cũng 4.5 nè. Chủ nhân này rất là thích mê SH nha, nên sưu tập rất là nhiều SH. 67L3 nè, 4.5 nữa. Đây nữa là SH 0 hả. SH mà toàn là biển số tứ quý không đó nghe các bạn. Đây là SH này nữa nè,
Biển số này là biển số lên nha, 0123 67A6. Đây là nguyên một lọt xe ở dưới đây nữa nè. Jupiter này cũng là R nè, bản số tứ quý 3 nữa nè. Ghim trăm. Bản số tứ quý 2. Quá khủng đi các bạn ơi. Toàn là xe cọp đó không à. Mà xe toàn là biển số dữ dữ không. Đây là một bộ sưu tập đáng mơ ước đó nha các bạn. Không phải ai cũng có thể là sưu tập được đâu đó. Này có thể là mình sưu tập qua nhiều năm đó. Được trưng bày trong một cái khu khu trưng bày ở khu du lịch Mỹ Luông nha các bạn. Nằm ở huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang đó. Các bạn có thể đến và đây và tham quan chiêm ngưỡng nha. Giá vé vô trong khu lịch là 50.000 một người nha. Tha hồ đến tham quan và chụp ảnh. Đi chung với mình thì có một cái anh YouTube là Can Đòn nha các bạn. Khu trưng bày này rất là rộng lớn, mọi người có thể đến và xem vui chơi nha. Đây là một dọc xe nè các bạn. Dọc xe nè ha. Đó. 66K8 nè, 49 nè, 66F7 nè, 49 luôn nè. Phụ trợ là toàn là 4 số 9 không các bạn. 67H9 là 49 luôn nè, 66N2 là 49 luôn nè. Đây nè. Đó, bản số đẹp không bạn ơi. Đây là Suviva nha, Suviva là cũng là 4567 nè. Bộ sưu tập của chủ nhân này quá khủng, quá khủng. Quá khủng à. Quá đẹp. Đây là đầy dàn xe biển số độc lạ nha. Quá đẹp rồi các bạn ơi. Thấy không? Chiếc S3 nè. Đây là 67N6 nè, 2345 nè. Quá. Wow. Đây là chiếc Suiva 4 số 9 nè. Rồi, biển số quá đẹp. Xe cọp không nghe các bạn, không phải là xe thường đâu nha. Đây nữa nè. Thấy không? Toàn là xe cọp không đấy.